Siêu âm tướng Pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật màu. Siêu âm tướng Pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề, bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng Pháp, tử vi, bói bài, bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt ở số 714-909-4322, 714-909-4322. Cùng với chiêm tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt, Mộng Lan xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Siêu âm tướng Pháp. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, xin chào cô Mộng Lan, kính chào tất cả quý cụ ông bà, các anh chị em thân thương của đài đang lắng nghe. Thưa thầy, lần trước thì Mộng Lan có hứa với quý khán thính giả là sẽ nhờ thầy trả lời cho một câu là chẳng hạn như khi mà chúng ta sanh ra, chẳng hạn như một cái người mà có lỗ mũi túi mật đi, nhưng mà hai cái cánh này nó nhỏ quá rồi họ muốn làm bự ra, hay là họ sửa nguyên cả một cái mặt của họ như vậy đó, thì thưa với thầy là làm như vậy có thay đổi cái vận mệnh của cuộc đời mình hay không đó nhỉ? Đang thành tốt trở thành xấu không thưa thầy? Thưa cô Mộng Lan, thứ nhất đó, trước hết về vấn đề phạm vi mà sửa mũi, sửa mắt, sửa miệng, sửa tay gì bất cứ. Ở trên nét mặt của chúng ta chỉ có đó là 5 điểm. Ví dụ mà hãy sửa cặp lỗ tai đi thì nó ảnh hưởng ở nơi tạng thận. Mà sửa cái mũi thì nó ảnh hưởng ở nơi tạng phổi. Sửa cái miệng thì ảnh hưởng ở nơi ruột và bao tử, coi như là tỳ vị của mình. Đó, thì đôi mắt nếu mà sửa nó có ảnh hưởng về vấn đề tim. Sửa chân mày nó ảnh hưởng tới gan và mật. Thì trong ở bên ngoài đó, nếu là mạng kim đi, mạng kim nhưng mà tướng của họ là tướng thủy đó, mà trái trở lại tướng thủy nhưng mà bây giờ họ sửa cặp chân mày nó thuộc mộc thì nó ăn về cái gì đó, họ sửa cái mũi thì nó ăn về cái gì, nó đều là có một cái của nó hết trơn hết trọi. Đó, nhưng mà cái mũi mà tốt nhất đó, quý vị thấy cái mũi con trâu không? Với lại cái mũi con lân không? Cái mũi con trâu thì cái này nó hơi bự á thầy, cánh mũi nó hơi bự. Mũi trâu và mũi lân là người giàu có nhiều nhất. Nhưng mà cái mũi trâu hình như nếu mà Lan nhớ không lầm nó hất lên chút xíu. À, thành ra là cái cánh mũi này á, Lăng Đài và Đình Úy á, nó bè ra một chút xíu. Dạ. Yeah. Đó, cho nên đó là người đó lại là giàu có nhưng mà phần đông là số khổ. Dạ. Yeah. Nằm trên đống bạc. Dãy đành đạch mà vẫn khổ. Dạ, yeah, còn cái người mà túi mật thì cái mũi mà túi mật tức là nó quằm xuống cái mũi túi mật á, là ngay cái chủng đầu này nè. Dạ. Yeah. Coi như là nó thòng xuống giống như cái ổ mật ong mà nó treo ngược. Dạ. Yeah, yeah. Thì phải nói người đó rất là giàu có mà sung sướng, người đó chuyên môn sống bằng đầu óc, sống mà kêu bằng sự khôn ngoan. Người đó thường thường á là nó nằm ở trong một cái dạng mà kêu bằng á là phải nói rằng làm việc bằng cái đầu rất là khôn ngoan. Tức là lao tâm hơn là lao lực. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó, cô dạ. Dùng cái tiếng đó là đúng nhất, sát dạ. Nghĩa nhất á. Dạ. Họ sống về là tâm thức của họ nhiều hơn dạ. Là cái lực sức khỏe của họ. Dạ. Đó là như vậy. Rồi khi mà thầy nhìn một người đó mà thầy nhìn cái con mắt của họ đó mà thầy nói là tròng trắng nó nhiều hơn là tròng đen như là cái lần vừa rồi Mộng Lan có thực hiện một chương trình Nhạc Tình Thế Giới, thì Mộng Lan có nói về nữ ca sĩ Dalida đó. Thì cô này có cái cặp mắt dài, cặp mắt Ai Cập rất là đẹp, nhưng mà có cái là cái tròng đen nó nhỏ và cái tròng trắng nó hơi nhiều. Thì thầy nói những người như vậy cũng không có được tốt lắm phải không thầy? Tôi cũng không ngại gì. Bởi vì sao? Người ta nói nhất ngôn như phá thạch, kêu bằng là thuốc đắng thì đã tật, mà lời thật thì mít lòng. Bất cứ ai, bất cứ cho một cái chủng tộc nào, kể cả con vật chứ không riêng về con người, nhưng mà con vật thì cái tròng của nó khác, còn con người thì nó khác. Người nào mà con mắt bất cứ bên trái bên phải mà tròng trắng nhiều, tâm hồn rất ư là lãng mạn, đó, tình yêu kêu bằng là vô biên cương, vô biên giới. Phải nói rằng là tình yêu phần đông đó là loạn xạ, kêu bằng là họ không có một cái sự nhất định, họ đứng núi này trông núi nọ. Mà nếu mà trong cái tròng trắng đó mà nó có một cái nét ruồi nhỏ hoặc là nét ruồi lớn, ôi chu cha, người đó phải nói rằng rất ư là dâm đảng và dâm dật, phải nói rằng rất là có những người dâm dơ nữa đó cục. Đó, họ chối chúa lộn chồng luôn nữa. Yeah. Bất cứ đàn ông hay đàn bà, quý vị đừng có buồn phiền những gì tôi đã nói, những người mà đã có như vậy.
À, bởi vì tôi là nói thật, tôi không có nói thêm. Yeah. À, nếu ai mà có như vậy, check lại ở trong cái bản thân của mình coi. À, từ tư tưởng nè, dù là chưa hành động nha, từ tư tưởng nè, à, có đứng núi này trong núi nọ hay không? À, như thế nào? Tự mình phải quán chiếu với chính mình. Trừ ra người đó có Chúa, có Phật thật sự ở trong lòng của họ. Yeah. Thì họ không có dám. Yeah. Những cái điểm nó xảy ra. Còn người mà không có Thượng Đế cai trị linh hồn của họ, của chúng ta nó luột sạp luôn. Nhưng mà thầy cũng có nói một điều đó là khi mà một người đó mà họ đang ở với một người mà họ nghĩ đến một người khác đó, thì tự nhiên sẽ có những cái giống như là vũ trụ đưa đến những cái mà không may cho họ. Chẳng hạn như bây giờ chị nói điển hình là thầy có chiếc nhẫn đi, thầy có chiếc nhẫn, thầy đeo chiếc nhẫn xong thầy thấy một chiếc nhẫn khác, thầy thích chiếc nhẫn kia, thầy mua được chiếc nhẫn kia, thì tự nhiên chiếc nhẫn này nó hư không thầy? À, hôm trước cách nay cũng vài tháng tôi đã nói tôi có một cái chiếc nhẫn, khi mà bắt đầu tôi làm phép đâu đó đàng hoàng hết, nghiêm chỉnh đâu đó đàng hoàng, cái tôi đi sửa địa lý cho người ta, nhưng mà trước đó tôi lại thích một cái chiếc nhẫn khác. À, tôi thích một cái chiếc nhẫn khác, nó khiến lên cái tôi phụ này kia kia nọ, xong nó móp, coi như nó móp cái chiếc nhẫn đó. Dạ, yeah, không đeo được nữa. Dạ, yeah, miễn cái ý của mình thích một cái mới thôi. Yeah. Là cái cũ tự nhiên là bắt đầu nó khiến mình đó là phải hư. Xong rồi. À, quý vị thấy thường khi tôi đeo hai chiếc nhẫn đúng không? Nhưng mà bây giờ tại sao tôi đeo một chiếc? Là bởi vì tôi đang thích một cái chiếc nhẫn mới nữa. Bắt đầu cái trong cái bốn cháu đó nó chơi á, cái là nó khiến tôi đâu có đụng gì đâu, nó khiến cái nó gãy một cháu. Bây thành giờ nó rung cái hột nó rung rinh, cái tôi không dám đeo, tôi sợ bị mất cái hột. Yeah. Đó, do này đâu, do này cái tâm của mình thích cái mới, tự nhiên cái cũ bắt đầu nó tìm đường, nó sẽ ra đi. May là cái vật thôi đó quý vị, mà nó còn như vậy chứ đừng có nói chi con người. Có những người vợ chồng đầu ấp tay gối, anh yêu em yêu anh, gần nhau trong gang tấc mà lòng lại cách biệt kình trùng, bãi bui với lại cái miệng ở bên ngoài, lòng không chân thật, cho nên cái hạnh phúc đó tôi dám bảo đảm không bao giờ được lâu dài. Yeah. Sẽ có một ngày nó loài hết tất cả, dù là có 28 năm hay là 30 năm, nó chờ đúng lúc một ngày rồi nó sẽ gãy, nó không có được những cái sự mà bền chặt. Nếu mà nói như thầy như vậy thì làm sao để mà một con người ăn ở với nhau mà vẫn tương kính như tân, tức là họ vẫn yêu nhau dù cái số mà năm nó chồng chất, nhưng mà họ vẫn thương mến nhau, họ vẫn yêu nhau, họ vẫn say mê nhau thưa thầy, để mà họ không nghĩ về một người khác khác phái? À, thứ nhất là vợ chồng là phải hợp tuổi. Cái thứ hai nó nghịch tuổi mà nó hợp cung. À, nó nghịch tuổi nha, nghịch mạng nha, nhưng mà hợp cung vẫn là vợ chồng được. Nhưng mà mình không thể nào control được cái chuyện đó, là tại vì chẳng hạn như đi ra ngoài mình gặp một cái người đó, mình yêu người đó, nhưng mà cái người đó là hoàn toàn khác với tuổi của mình. Dạ, nó có cái chỗ này. À, trong về vấn đề phạm vi nó nghịch. Dạ. Nhưng trái trở lại, mà lòng của họ chân chính, mà khi nó hợp cung rồi á, là tự nhiên là nó khiến không dám làm những chuyện sàng bậy. Yeah. Đó, và nó có những ngôi sao tốt để mà đánh phá hết tất cả những các cái sự mà hoa nguyệt dâm đảng tội lỗi, nó có những cái vị sao đó nó bài trừ, nó đánh hết tất cả mọi sự, cho nên là nó không xảy ra. Còn có nhiều người nói nghe bắt đầu là nó ngọt nó ngon vô cùng, nhưng mà cái chân chính nó là ở trong cái tâm này nè, trong cái tâm mà nó không thật rồi nó sẽ có một ngày nó rạn nứt, rồi nó sẽ là mỗi một người một gốc. Có một điều Mộ Lan thấy thưa với quý khán giả là chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt đó, thầy thấy được những cái chuyện mà chúng ta không thấy bây giờ. Chẳng hạn như có một người bạn có Mộ Lan đến với lại chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt là vì tình duyên của cô rất là đau khổ gặp gành. Người chồng của cô đó thì trước mặt á thì lúc nào cũng là xem như là rất là yêu thương cô. Cô không hề có một cái ý nghi ngờ gì cái người chồng này. Tự nhiên lúc mà đến xem thầy đó thì là thầy nói rằng chỉ trong vòng có trừ từ 6 cho đến 7 tháng thì người chồng này sẽ xa lìa cô. Cô thật sự là cô không tin, và cô nói với Mộng Lan, cô nói chứ là chắc là thầy nói bậy rồi, chứ làm sao mà hai người đã ở với nhau nghĩa là gần 20 năm nay rồi, vậy mà 6-7 tháng sau đó chuyện xảy ra, rồi cô chạy đến cô khóc với thầy. Thì thầy thấy được những cái chuyện này thì cô nói rằng là cái duyên nợ của cô còn hay không, thì thầy nói cái duyên nợ nó hết rồi, bây giờ cô có thỉnh phép thỉnh bùa gì đây chăng nữa thì cũng không có đi đến đâu, thành ra thầy nhất định thầy không làm, có phải không thưa thầy? Dạ thưa cô, rất là đúng. Bởi vì sao? Con người mà sắp sửa mà hạnh phúc chia ly, ở trên mặt của họ nó nổi một cái đặc biệt, là nó nổi lên một cái đặc biệt, mà cái đặc biệt mà chỉ có thầy mới thấy quá 100 ngày. Cũng giống như tôi có ông anh ngồi, ông đang ngồi chơi máy laptop này kia nọ, ông vui vẻ vậy đó, nhưng tôi không dám nói ngay ổng, tôi sợ ổng buồn. Tôi chỉ nói với lại một bà chị, tôi nói chị ơi, chị thấy bắt đầu là ảnh ngồi khỏe khoắn vui không? Dạ. Rất vui đúng không? Dạ. Nói dạ. Ừ, nội trong vòng tuần lễ coi chừng ổng đi á. Dạ.
Cái đó, ủa thầy nói gì kỳ vậy thầy, thầy có rủa không? Không. Nói trong vòng tuần lễ là ảnh sẽ đi. Thầy thấy được. Nói trong vòng một tuần lễ bắt đầu ngã một cái rạch, ung thư máu đi luôn. Dạ. Tại vì nó đã nổi lên cái điểm chết. Cũng giống như là cái ngón tay út của dạ, mà đúng thầy, rồi. Thầy chỉ Mộng Lan là có một cái đường gân nổi lên đó phải không? Khi thầy? Mà mình giỏi về kỳ kinh bát mạch, tất cả những gì muốn coi cái điểm chết ở trong bàn tay có. Và nó nổi lên trên nét mặt có. Và khi nó mà cái vậy? Người chồng hay người vợ của mình đó mà không có chung tình với mình đó, thì thầy cũng thấy những cái dấu hiệu đó ở trên mặt. Và khi mà thầy nói ra thì có một số quý vị không có tin, nhưng mà quý vị cứ đến với Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt để mà xem. Tại vì thưa với quý khán giả, bây giờ đó Việt Nam nó đầy những cái sự quyến rũ. Quý vị cứ nghĩ rằng quý vị làm có tiền rồi quý vị về Việt Nam, quý vị tìm bồ tìm kép, ngay cả trên Facebook quý vị cũng tìm bồ tìm kép ở trên đó. Thưa với quý khán giả là kinh nghiệm bản thân Mộng Lan cho thấy không có cái gì bền hết trơn, nhất là trên Facebook. Mình vừa mới cho người đó làm bạn một cái là người đó tán mình ngay lập tức. Và tình yêu đương liền. Và nếu mà họ làm với mình như vậy thì họ cũng làm với 1 triệu người như vậy rồi, trước hay sau gì rồi cũng cần tiền gửi về, tại vì nhà dột mái rách, hay là nghĩa là điện thoại bị hư, hay là cha mẹ bị đau bị bệnh. Nó đầy dẫy thưa quý vị. Nếu mà quý vị nghi ngờ trong cái cuộc sống hôn nhân của quý vị, thưa với quý khán giả là những cái chuyện mà quý vị thấy trước mắt chưa chắc là đúng, thưa quý vị. Giống như cái chuyện mà Nhan Hồi với lại Khổng Tử đó, là quý vị cũng biết cái chuyện đó về cái nồi cơm đó. Thành ra nếu mà quý vị có những cái sự nghi ngờ để mà quý vị chuẩn bị tinh thần trước, quý vị có thể đến gặp Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt, Sovagio ở số là 714-909-4322, 714-909-4322. Trước khi tạm chia tay, thầy có đôi lời cuối với quý khán giả của chúng ta thưa thầy. Trước hết tôi cũng mượn qua làn sóng tôi nói điều này. Tất cả các anh chị em nào mà ở trong nước Việt Nam mà muốn sang Mỹ đó phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Bởi vì ở Mỹ này nó khổ lắm. Không có phải bước ra ở ngoài phi quê được cầm tiền. Bàn cào cào vô con đóng đô la đâu. Yeah. Hãy chấp nhận cái nỗi khổ rồi qua bên này. Chứ người ta bảo lãnh, người ta lo cho mình qua hết tất cả mọi sự. Rồi bắt đầu á, chẳng những ơn không cám mà trái trở lại còn phải bị những cái sự mà bắt đầu là rủa xả bực bội này kia kia nọ. Tôi biết vậy, tôi ở Việt Nam còn sướng hơn bên Mỹ nữa. Đâu có ai mời quý vị qua bên Mỹ đâu. Yeah. Không ai mời hết. Quý đó. Vị muốn tự do thì cứ qua bên Mỹ mà ở. Dạ, yeah, quý vị quá sợ. Rồi quý vị chạy qua bên đây rồi quý vị nói là ở bên kia sướng hơn bên này. Cho nên quý vị trật trước khi qua bên Mỹ suy nghĩ cho kỹ. Cũng như tôi đã về, tôi nói với gia đình tôi khổ lắm, rất là khổ. Gia đình tôi ở hết bên đất nước Việt Nam. Tôi nói quen ở bên này thì ở bên đó luôn đi. Đó. Còn qua bên Mỹ là phải học lại, chấp nhận thì tôi mới là lo. Còn không chấp nhận tôi không lo đâu. Sau này đừng đổ thừa. Đó là tôi phải nói thẳng. Đó là như vậy. Tốt hơn hết là đừng có đứng núi này trong núi nọ. Mình ở đâu thì mình hãy yêu thương cái chỗ đó như là quê hương của mình vậy. Giống như là Mộng Lan đã qua bên này đó. Mộng Lan coi đây như là cái quê hương của Mộng Lan. Mộng Lan học những cái điều tốt của người Mỹ. Mộng Lan giữ lại những cái tốt của người Việt Nam của chúng ta. Chẳng hạn như cái ngôn ngữ Mộng Lan vẫn giữ lại thưa quý vị. Thì một lần nữa Chim Tinh Gia, Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt, Sovagio cùng Mộng Lan xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và nếu quý vị cần đến một lá số tử vi trọn đời, hoặc là quý vị cần bói bài bát quái cửu cung, hoặc là quý vị cần xem tướng chỉ tay, hoặc là bốc dịch, quý vị có thể gọi để làm hẹn với thầy trong cùng ngày ở số là 714-909-4322, 714-909-4322. Xin cảm ơn thầy. Dạ, xin cảm ơn cô.